thưa sư chị, phần số của em là như vậy, chuyện xảy ra là như vậy. Vừa rồi em đã thành tâm kể hết cho sư chị nghe. Em có lỗi là đã nói dối để được sư chị cho tá túc trong chùa mấy tháng nay. Em xin lại sư chị và nói lên lời ăn năn sám hối. Trạc Tuyền, hãy đứng lên và ngồi xuống đây, chị em ta sẽ nói chuyện. Thật ra thì chị đã có ý nghi ngờ về việc em có mặt ở đây từ lâu rồi. Nhưng suốt thời gian qua, chị nhận thấy em có tư chất của một ni cô thông tuệ, tụng niệm siêng năng, công phu tinh tấn. Từ đó, tình đạo bạn giữa chị em mình nảy nở, và chị âm thầm chấp nhận cho em tiếp tục náo nương nơi này để chị em ta cùng nhau tu học. Nhưng bây giờ đã có người biết được chuông vàng khánh bạc của Quan Âm Các đang ở trong Chiêu Ẩn Am, thì sớm muộn gì tiểu thơ Quản Thư cũng sẽ đến đây truy xét. Em biết chỉ vì muốn trốn thoát hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng mà em xin xuất gia. Khi xuất gia rồi, em đã không có cơ hội để thực sự thực tập đời sống xuất gia. Phật pháp chưa sâu sắc, chưa rõ con đường chánh niệm, chưa biết con đường chuyển hóa, nên mới chuốc thêm cho mình sự trầm luân đau khổ. Đi xuất gia không phải là để trốn tránh những khổ đau trong cuộc đời. Có thể những khổ đau trong cuộc đời là những yếu tố tốt cho mình thấy được giá trị của cuộc đời và đi xuất gia. Nhưng xuất gia không phải là để trốn tránh những đau khổ đó, mà là để chuyển hóa và giúp người khác chuyển hóa chúng. Đi xuất gia là phải có một chí nguyện rộng lớn bao la. Tâm Bồ Đề không thể thiếu trong ta. Bồ Đề tâm kiên cố thì giới luật mới an nhiên. Mới có niềm tin, mới không chuyển lại trên bước tu hành. Chính năng lượng của Bồ Đề tâm giúp mình không cho giấc mê ngã. Năng lượng kia em không có được thì khó mong làm chủ thân tâm mình. Và vì như thế nên em đã phạm giới của người tu. Trộm cắp và dối gian, giờ nhận ra em hổ thẹn vô cùng. Hành động phạm giới của em không do tham mà do sợ. Sợ đôi khác trên đường đi sanh tâm lấy khăn bạc chúng vàng. Chị Giác Duyên ơi, em cảm ơn chị vô cùng. Vì chị đã hiểu được nỗi niềm sâu kín tầng. Em ơi, bất cứ một tâm
niệm hay hạt giống nào mình có ở trong lòng đều có thể nảy mầm và sinh hoa kết trái. Luật nhân quả này với em tương lai chống chày em phải trả. Dù ngày nay em không bị người ta truy bắt giam cầm. Chỉ vì vô minh mà em mới phạm phải sai lầm. Vì vô minh mà em không thấy được đã là người xuất gia sao còn sợ chuyện đói no. Nếu như mình đích thật là người tu thì ở đâu cũng có cơm ăn, cũng có áo mặc. Tới chùa nào người ta cũng thương, cũng chấp nhận nhất bát thiên gia vạn cô thân vàng. Em biết, em bước vào cửa chùa như vào một chỗ tị nạn. Tuy có muốn tu, nhưng chưa hết lòng, chưa nhận ra mình là người tu hành, hoàn toàn phó hết tất cả thân mạng, tâm ý, lý tưởng mình cho đạo. Hành động ăn cắp của em không được thúc đẩy bởi lòng tham, mà nguồn gốc từ vô minh nên sợ hãi. Vô minh là không sáng suốt, có sáng suốt thì tự nhiên ở Quan Âm Các em cũng thấy mình hạnh phúc. U mê càng to, nỗi sợ hãi càng lớn, đã khiến cho em phạm lỗi lầm, ảnh hưởng đến đời sống mai sau. Nếu không sợ đói khổ bấp bênh nữa thì chỉ đi thôi, thì ngày nay em đâu có đứng ngồi mà tâm tư như cuồng tơ rối, phải không em? Chuông vàng khánh bạc tuy là vật chất, nhưng cũng là biểu hiện của tâm thức. Mang theo chúng là em mang theo vô minh nghiệp chướng, không khéo sau này em lại rơi xuống bùn nhơ. Sư chị ơi, vậy có cách nào sư chị cứu em không? Nếu lỡ tiểu thư Quảng Thư tìm đến nơi này thì khổ cho em. Được rồi, chị đã có cách giúp em. Bạch Ni Sư, tôi đã đến rồi đây. Mô Phật, có một chuyện Bần Ni định nhờ bạc bà giúp, nên hôm qua Bần Ni mới bảo đứa học trò mời bà sáng nay sang đây. Dạ, chẳng hay có chuyện gì à. Biết bạc bà là bổn đạo thường hay lui tới chiêu ẩn am này, và vì tin tưởng nên Bần Ni kể cho bạc bà nghe một chuyện thương tâm. Có người con gái tên Dương Thúy Kiều, chẳng may cuộc đời trôi nổi, kiều yêu lầm chàng thúc mắc kỳ tâm, đã có vợ là Hoàng Thư. Chà, thật là tội nghiệp biết bao, yêu chồng người thì ăn ở làm sao. Rồi chuyện xảy ra như thế nào? Chắc cô nàng đang gặp cảnh lao đao. Sau khi bị tiểu thơ Hoàng Thư cho gia nhân bắt về gia đình, làm nô tỳ chịu nhiều nhục nhã, Thúy Kiều xin được xuất gia, pháp danh là Trác Tuyền, tu ở Gác Quán Âm. Như vậy nàng Kiều vẫn còn phước mai, và Hoàng Thư cũng có lòng nên mới dùng tha người chung cha với chồng mình, giúp Kiều tu hành thoát kiếp nô nhân.
Nhưng khổ một điều là anh chàng Thúc Kỳ Tâm lại tìm cách lui tới Quan Âm Các trò chuyện với Thúy Kiều và bị quản thư bắt gặp. Ni cô Trạch Tuyền sợ quản thư sẽ không để cho mình yên, nên trong một đêm tối đã trốn ra khỏi Quan Âm Các và lạc bước đến đây. Bần ni đã cưu mang vị ni cô ấy mấy tháng nay rồi. Chà, nguy hiểm quá à. Ni sư vì lòng từ bi mà chứa chấp Thúy Kiều như vậy. Lỡ tiểu thư quản thư biết được thì ôi cha cha cha, phiền phức lắm mà. Ngày đầu tiên đến am này, ni cô Trạc Tuyền bảo với bần ni rằng ni cô là người ở Bắc Kinh xuất gia tu hành đã lâu. Thầy của Trạc Tuyền là ni sư Hằng Thủy có cùng đi với cô, nhưng vì có chút việc phải ghé đâu đó, thầy bảo Trạc Tuyền đến đây trước. Do chỗ quen biết với ni sư Hằng Thủy nên bần ni không ngại ngùng cho Trạc Tuyền ở trong am từ bấy lâu nay. Ủa, nhưng vì sao ni cô Trạc Tuyền biết ni sư Hằng Thủy là chỗ thân quen với ni sư mà nói như vậy? Sau này hỏi ra mới biết ni cô Trạc Tuyền chỉ nói để được tá túc trong am thôi. Nào hay đâu có sự trùng hợp. Trạc Tuyền ni cô đẹp nết lại đẹp người, nhưng không ai thiếu vắng nụ cười. Vì phận má hồng gặp cánh trân chuyên, ngày nay đã chọn đường tu xa thế tục, trong thời gian ở đây sống tạm. Sớm mỗi khuya ni cô thường chuông mõ công phu, kinh kệ cũng rất thông. Cùng với bằng ni muối dưa chay lạc, vậy hôm nay ni sư gọi tôi đến đây có điều chi chỉ dạy? Hay là tiểu thơ quản thư đã phát hiện ni cô Trạc Tuyền có mặt ở đây? Đúng vậy, như bạc bà đã biết, vừa qua ở âm này có tổ chức đại lễ Vu Lan, Phật thử đến rất đông. Bần ni sợ có người nhận ra ni sư Trạc Tuyền chính là Dương Thúy Kiều đang có mặt ở đây, rồi sẽ có chuyện không tốt xảy ra cho Trạc Tuyền trong những ngày sắp tới, nên bần ni muốn nhờ bạc bà cho ni cô về nhà tá túc một thời gian, rồi sau đó tìm phương định liệu. Trạc Tuyền cúi xin thí chủ thương tình mà chở che dùng. Ni cô Trạc Tuyền đây à? Mô Phật, chính là người mà bần ni đã nói với bạc bà từ nãy giờ. Xin bạc bà tìm mọi cách giúp đỡ cho kẻ tu hành. Nếu để chậm trễ, Trạc Tuyền khó thoát khỏi tay của quản thư. Cha mẹ ơi, đã là ni cô mặc áo nâu sòng đầu không có tóc mà dáng hình sắc diện còn đẹp như tiên thế này thì nếu hoàng tộc có hen, chắc chắn phải có nhiều vương tôn công tử chết mê chết mệt lắm chứ phải chơi đâu. Người ta nhờ có nhan sắc mà được phú quý vinh hoa, còn tôi vì có nhan sắc mà phải chịu lắm đắng cay nhiều hoạn nạn. Giờ tôi chỉ muốn có những tháng năm an lạc, vậy mong nhờ bạc bà thương cho phần số không may của tôi mà giúp giùm để tôi có nơi nương tựa. Dạ thưa ni sư, theo tôi nghĩ á, nếu muốn thoát khỏi tay của hoàng thư mà không cấp bách tìm một phương xa để trốn, cứ quanh quẩn ở huyện này đây thì sớm muộn gì tiểu thơ quản thư cũng sẽ tìm ra và bắt ni cô Trạc Tuyền ngay. Vậy theo bác bà thì phải làm sao mới được?
là kẻ tu hành nên tôi dùng tính chuyện thế gian. Nghe bà bài phân khiến tôi lo sợ vô cùng, đúng là còn ở trong quyển này thì bất an. Vậy bác bà có phương cách nào, xin thật tình nói ra. Ni sư cũng biết đó, tiểu thơ Hoàng Thư là con gái của quan lớn ở trong triều, và ở huyện Vô Tích này gia đình Thúc Kỳ Tâm là một gia đình quyền quý, kẻ hầu người hạ ôi ta nói rất là đông. Chỉ cần Hoàng Thư sai họ đi kiếm tìm thì ni cô Trạc Tuyền làm sao mà thoát được. Như vậy tôi phải làm sao bây giờ? Tôi vừa nghĩ ra một cách. Bạc bà, cách gì vậy? Trước hết đó, ni cô phải chấp nhận Hoàng Túc. Hoàng Túc? Vì nếu để hình dạng này khác với người đời, thiên hạ sẽ để ý ngay. Rồi sau đó thì là sao? Ngay bây giờ tôi sẽ đưa ni cô về nhà cháu trai của tôi tên là Bạc Hạnh ẩn trốn ít hôm. Sau đó cháu tôi sẽ tìm cách đưa ni cô đến một phương xa, thật là xa để lập nghiệp. Như vậy mai ra hả Hoàng Thư mới không tìm ra dấu vết. Trác Tuyền, ý em như thế nào? Nói cho chị nghe đi. Túng thế phải tùng quyền, số phận của em chắc chưa thoát dòng triền phước. Vậy trước khi rời khỏi nơi đây, em xin sư chị hãy nhận nơi Trạc Tuyền một lại đền ơn bảo bọc bao ngày. Nay em chỉ chia lìa, nhưng công đức ấy còn ghi. Lần này lại phải ra đi, chưa biết trôi dạt về đâu, nhưng vẫn mong có một ngày chị em mình đoàn viên. Thương em phần số còn lặng đậm trong đường đời, trong cơn giật đôi sao dời của trần thế đảo. Sắc tài